càng cảnh rằng xe Honda thuế 0% đầu tiên cập cảng thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngàn ô tô miễn thuế nhập khẩu đầu tiên chính thức cập cảng SCBT Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2.000 chiếc ô tô Honda nhập khẩu từ ASEAN về Việt Nam với 4 mẫu xe khác nhau gồm Jazz, Agro, CRV và Civic, trong đó có 1.054 xe vừa cập cảng SCBT Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 1 tháng 3, số còn lại nằm ở cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Đây là những ô tô nhập khẩu đợt đầu từ các nước ASEAN hưởng mức thuế nhập khẩu 0%, lô xe được công ty Honda Việt Nam nhập khẩu về nước sau khi có giấy chứng nhận kiểu loại ô tô từ Thái Lan. Hơn 1.054 chiếc ô tô xếp hàng dài phơi nắng chờ xuất cảng tại cảng Tân Phước, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 6 tháng 3. Dàn xe này đều được cơ quan quản lý giao thông được Bộ Thái Lan cấp đầy đủ bộ giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại. Sau khi Nghị định 116 được Chính phủ Việt Nam ban hành, Toyota, Honda và Ford đều vướng mắc trong việc xin giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô theo quy định bởi nguồn xe nhập từ Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản, cả ba quốc gia này đều sử dụng tay lái nghịch. Sau 4 lần kiến nghị không thành, các hãng xe đã phải cấp tốc xin giấy phép của Chính phủ Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản. Chính phủ Thái Lan đã sửa luật và xem xét cấp cho các hãng để xuất khẩu xe sang Việt Nam. Do đó, ngoài Honda, các hãng như Toyota, Ford cũng sẽ nhập xe về. Phía chính phủ Indonesia đã xác nhận việc cấp loại giấy này trong tương lai gần. Tuy nhiên, Nhật Bản có thể không cấp giấy phép này. Hôm ngày 5 tháng 3, Honda Việt Nam đã công bố giá bán chính thức sau khi hưởng thuế nhập khẩu 0% nội khối ASEAN. Giá bán của Honda CR-V 2018 giảm cao nhất lên tới gần 200 triệu đồng. Honda CR-V bản E chỉ còn 958 triệu đồng, trước đó là 1 tỷ 136 triệu đồng, CR-V bản G là 998 triệu đồng và CR-V bản L là 1 tỷ 068 triệu đồng, giá trước miễn thuế là 1 tỷ 256 triệu đồng. Thuế nhập khẩu ô tô về 0% trong năm 2018 được thực hiện theo cam kết của Việt Nam với Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN. Lô hàng hơn 2.000 xe sẽ giải quyết được tình trạng khan hàng của Honda thời gian gần đây. Hiện hãng xe Nhật Bản chỉ còn dòng City lắp ráp trong nước để kinh doanh, trong khi Odyssey nhập khẩu từ Nhật Bản vẫn chưa có hy vọng về nước. Các sản phẩm ô tô nguyên chiếc CPU sẽ được nhập khẩu từ ASEAN về Việt Nam với mức giá rất cạnh tranh, khiến cho cơ hội của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp trong nước có thể bị thu hẹp. Dòng xe Honda Civic phiên bản 1.5L Turbo sẽ có giá 898 triệu đồng, không đổi so với trước. Honda Việt Nam cũng sẽ đem về thêm phiên bản Civic 1.8e với mức giá khoảng 758 triệu đồng. Dòng xe nhỏ Honda Z sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan và bán ra với 3 phiên bản V, VX và RS, mức giá lần lượt khoảng 539, 589 và 619 triệu đồng. Dù việc nhập xe từ Thái Lan đã trở lại bình thường, nhưng các doanh nghiệp vẫn còn vướng mắc về quy định kiểm tra theo từng lô xe nhập khẩu trong Nghị định 116. Cụ thể, mỗi lô sẽ lấy ra một xe để thử, riêng việc thử nghiệm kiểm tra an toàn và khí thải đã mất 2 tháng, tốn kém 10.000 USD. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải chịu chi phí lưu kho, tiền vốn mua xe bị tồn đọng, không thể xoay vòng trong thời gian chờ. Bước ngoặt bất ngờ trên thị trường ô tô Việt Nam, hàng ngàn ô tô thuế 0% về Việt Nam, giá giảm hàng trăm triệu đồng. Tưởng chừng các hãng ô tô khó vượt qua những quy định ngặt nghèo tại Nghị định 116/2017, nhưng hãng ô tô vừa gây bất ngờ lớn. Nhập khẩu lô hàng ô tô với hơn 2.000 xe từ Thái Lan về cảng Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh, lô ô tô Honda nhập khẩu về Việt Nam với 4 mẫu xe gồm Jazz, Agro, CR-V và Civic. Đáng chú ý, đây là lô hàng ô tô nhập khẩu đầu tiên từ các nước ASEAN hưởng mức thuế nhập khẩu 0%. Khai thông vướng mắc ô tô ngoại ô ạt tràn vào. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 3, ông Lý Thanh Bình, chi cục trưởng chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước xác nhận lô hàng của hãng xe Honda vừa cập cảng ngày 1 tháng 3 đã bốc dỡ hàng và chuẩn bị làm thủ tục thông quan. Tuy vậy, để có thể sở hữu xe thì khách vẫn phải chờ thêm 1 đến 2 tháng nữa vì xe khi về Việt Nam còn phải kiểm định trước khi được bán trên thị trường.
Từ sự kiện trên, có thể nói vướng mắc lớn nhất khiến cho xe nhập khẩu thời gian qua không thể về Việt Nam đã bắt đầu được tháo gỡ. Đây được xem là bước ngoặt lớn trên thị trường ô tô Việt Nam. Bởi lẽ một trong những quy định buộc các nhà nhập khẩu phải có khi nhập ô tô về Việt Nam là giấy chứng nhận kiểu loại của Honda đã được Thái Lan cấp. Trao đổi với báo chí, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho biết thêm, Thái Lan là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô cho xe xuất khẩu và tất cả nhà nhập khẩu xe về Việt Nam đều đã nhận được giấy này. Điều này có nghĩa ngoài Honda, sắp tới các hãng xe như Toyota, Ford cũng sẽ có xe nhập về Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hiền, phụ trách mảng ô tô đã qua sử dụng của Toyota Việt Nam cho hay, hãng này đã trình loại giấy chứng nhận kiểu loại từ lâu và Bộ Giao thông Vận tải đồng ý với loại giấy chứng nhận mà Thái Lan cấp. Do vậy, xe nhập khẩu từ các nước như Indonesia, Malaysia hay ngoài ASEAN là Nhật Bản, Mỹ, châu Âu cũng sẽ được cấp đủ giấy tờ theo quy định của Việt Nam. Những mẫu xe từ Thái Lan có thể nhập từ tháng 3 và bán ra thị trường từ tháng 4, tháng 5 năm nay sau khi xong thủ tục kiểm định. Còn những mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia có thể đến tháng 6, tháng 7 mới xong và bán ra thị trường vào tháng 9, tháng 10 năm 2018, bà Hiền chia sẻ. Giấc mơ ô tô giá rẻ có thành sự thực. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra vui mừng với thông tin ô tô nhập với thuế suất 0%. Anh Đừng Quân nhà ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết anh và mấy người bạn đang buồn rầu vì mẫu xe CR-V của Honda tắt đường nhập về Việt Nam, khan hàng từ cuối năm 2017 đến nay, giá cao ngất ngưỡng. Nay, nếu các hãng xe nhập khẩu về Việt Nam thì người tiêu dùng hưởng lợi, thêm sự lựa chọn khi mua xe và hết khan hàng thì giá cũng giảm hơn. Tôi và mấy người bạn đã liên hệ với đại lý để đặt xe, dù biết vài tháng nữa mới bán ra thị trường, anh Quân nói. Nhiều người khác cũng kỳ vọng ô tô nhập khẩu với thuế suất 0% về Việt Nam nhiều sẽ giúp người mua dễ thở hơn. Đơn cử theo một đại lý Honda, giá bán của Honda CR-V được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0% sẽ giảm cao nhất là gần 240 triệu đồng. Theo đó, Honda CR-V bản E giá 898 triệu đồng, trong khi trước đó là 1,136 tỷ đồng. CR-V bản G giá 998 triệu đồng và phiên bản cao nhất CR-V bản L là 1,1 tỷ đồng, trong khi trước đó là 1,256 tỷ đồng. Tuy nhiên, một quy định khác của Nghị định 116 mà các đơn vị nhập khẩu ô tô buộc phải vượt qua là quy định về kiểm định từng lô hàng. Theo tính toán của một số nhà nhập khẩu, mỗi xe kiểm định tốn từ 5.000 đến 10.000 USD. Chi phí này tác động tới giá bán xe rất lớn. Đó là chưa kể, mỗi chiếc xe khi đến tay người mua còn phải gánh chịu hàng loạt loại thuế và phí như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập doanh nghiệp, cộng tất cả các khoản đó khiến ô tô bán ở Việt Nam cao ngất ngưỡng so với nhiều nước. Nhiều người tiêu dùng trong nước đang kỳ vọng ô tô giá rẻ tại Việt Nam thành sự thật, nhưng thực tế chứng minh dù thuế suất 0%, nhưng đừng mơ giá ô tô sẽ giảm sâu và rẻ như các nước. Các hãng xe sẽ tính thêm các chi phí, nên giá mẫu xe giảm mạnh nhất chỉ 100 triệu đồng trên một xe là cùng. Chủ đại lý Hiền Toyota trên đường Trần Đình Xu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Khó dùng rào cản để ngăn nhập xe. Ông Nguyễn Minh Đồng, chuyên gia ô tô cho rằng, Nghị định 116 của Việt Nam đưa ra nhằm hỗ trợ xe sản xuất lắp ráp trong nước phát triển nhưng cần phải xem lại tính hiệu quả. Bởi chính sách này làm tịt đường những đơn vị nhập khẩu ô tô nhỏ lẻ, còn những hãng lớn nhập khẩu chính hãng hưởng lợi, tức họ sẽ tìm mọi cách nhập ô tô về Việt Nam. Do vậy, để tăng sự phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước, theo ông Nguyễn Minh Đồng, cần tạo ra lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư làm ô tô tại Việt Nam. Thái Lan thu hút được các ông lớn ngành ô tô trên thế giới như Toyota, Honda, Ford mở rộng quy mô nhà máy sản xuất lắp ráp trong nước là nhờ họ có chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, tạo thuận lợi cho các hãng này. Đừng mong các nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư tại Việt Nam nếu họ không có lợi nhuận cao, đừng mong dùng rào cản để ngăn xe nhập, vì họ có thể kiện ngược lại Việt Nam vì vi phạm những hiệp định thương mại đã ký kết, ông Đồng bày tỏ quan điểm. Chính phủ mong sớm có ô tô thương hiệu Việt. Thăm công trường xây dựng tổ hợp sản xuất ô tô VinFast sáng ngày 2 tháng 3, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết chính phủ rất mong muốn sớm có thương hiệu ô tô trong nước, có thể cạnh tranh sòng phẳng với ô tô nhập khẩu cả về chất lượng, kiểu dáng, tính năng và giá thành. Yêu cầu đặt ra là người dân phải được sử dụng ô tô chất lượng tốt, an toàn, giá cả hợp lý, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng lưu ý,
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, nếu các nhà sản xuất lắp ráp trong nước không có các giải pháp mạnh mẽ, ngành công nghiệp ô tô sẽ đứng trước nguy cơ không thể phát triển